Xin chào tất cả các bạn nha. Chỉ 8.000 các bạn sẽ sở hữu một em Lego Skibidi Toilet 27 chi tiết. 8.000 cũng chơi được Lego luôn. Bài 31 chi tiết. TV men. Chín chi tiết, 32 chi tiết, và giá cũng chỉ có 8.000 nha. Mấy cái Lego này quanh đi quần lại cũng chỉ có mấy cái hình này thôi, không có thêm hình mới. Còn cái này là 15.000 mới về, 57 chi tiết. Chi tiết 15.000. Ngày mới về sáng nay. Trường thì thứ 6, ngày mình sẽ về đồ chơi mới. Sau một tuần bán. Chả hiểu mấy bạn nhỏ thích cái gì. Skibidi Toilet nhìn mắc hại. Mười lăm ngàn, 47 chi tiết. Cục chiến. Còn cái bộ này là bộ 40.000. Để xem bao nhiêu chi tiết nào. Cái này nó ghi trong này là 4 trong 1. Hình như là ráp được 4 thứ hay sao. 179 chi tiết, 40.000. Cầm khúc nhị côn à. À đây, khác nhau hình đằng sau này. Này cầm cái búa kìa. 4 trong 1. Ủa, cái này giống cái kia. Số 3. Cầm hai thanh kiếm này. Rồi, hết rồi nha các bạn.